vườn ở vườn đấy thì là vườn nước hoa sinh thái 170 hecta, thì em đang xin được quyền sử dụng cái khu vực quản lý được quyền sử dụng khoảng mấy nghìn mét nhỏ nhỏ thôi. Tức là có những cây nào mà trồng ở vườn nó kiểu vườn ruộng ở quê thì là trồng ở Hà Nội, còn cái cây nào mà phải đưa lên vườn mà kiểu đồi núi rừng thì là đưa lên. Báo cáo thì cũng làm báo cáo bình thường.